Hello, chào mừng các bạn đến với Highlight Game House. Video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một dự án sàn tiền điện tử có tên là CoinGabber và sắp tới sẽ diễn ra Launchpad trên nền tảng Comunista vào ngày 17 tháng 5 với tổng cung là 1.000 tỷ token trên mạng lưới BSC BEP20. Giá một token là 0.00068 USDT, target price là 100.000 đô và vesting 100% tại thời điểm TGE. Bây giờ hãy xem hết video này để nắm bắt được thông tin chi tiết của dự án. Thì CoinGabber là một thông tin về crypto, có thông tin về crypto với các hệ sinh thái bao gồm như là thị trường thông tin, Launchpad, các sản phẩm tài chính như là micro crypto, đầu tư và dịch vụ PMS. Ngoài ra hệ sinh thái này cũng phát triển với cộng đồng bao gồm các sản phẩm như NFT marketplace, crypto wallet và các sàn tập trung và phi tập trung, DeFi và cả Metaverse. Hiện tại có hơn 5 triệu được xem trang và 130.000 người dùng đã đăng ký và 50.000 được tải xuống các ứng dụng cùng với cộng đồng truyền thông xã hội lên đến 50.000 member. Thì đây là giao diện chính của CoinGabber. Chúng ta thấy có đủ các thông tin chi tiết về thị trường crypto, tin tức, block airdrop, ICO, IDO, listing và các sự kiện, danh mục đầu tư, staking. Còn có diễn đàn để trao đổi về GameFi. Ở đây chúng ta có thể cập nhật được giá của các đồng coin trên thị trường trong ngày hôm nay và có các phần dự đoán về giá của các đồng crypto. Các tin tức và sự kiện sẽ luôn được cập nhật liên tục, các em có thể theo dõi trực tiếp trên CoinGabber nhé. Ngoài ra chúng ta có những tham gia events, ICO airdrop luôn được cập nhật liên tục ở đây. Và dự án này mình thấy nó cực kỳ uy tín tại vì token của nó cũng được list sẵn trên sàn CoinMarketCap. Các bạn có thể lên đây và bình chọn cho nó nha. Hiện tại cộng đồng Telegram của dự án đang sở hữu 13.000 member và kênh Twitter đang có 32.100 followers và có tích xanh rất uy tín nha các anh em. Và dự án đã được truyền thông rộng rãi trên kênh trang mạng này, chúng ta có thể tập nhật thông tin chi tiết tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tại white paper với hệ sinh thái tiền điện tử đa dạng, cộng đồng mạnh mẽ và cung cấp lợi ích cho các nhà đầu tư. Mã thông báo CoinGabber CGT được thiết kế phục vụ như một tiện ích cho các sản phẩm tiền điện tử khác nhau hoạt động trong cái hệ sinh thái của CoinGabber và không gian tiền điện tử. Và CGT đã hợp tác với lại CoinGabber.com để hoạt động như là một mã thông báo tiện ích độc quyền của hệ sinh thái CoinGabber, đặt mục tiêu mở rộng danh mục đầu tư của bạn trong tương lai và tham gia các mối quan hệ hợp tác độc quyền với nhiều dự án tiền điện tử trên toàn cầu khác để nâng cao phạm vi tiện ích và tiếp cận của CGT. Chúng ta thấy có tính minh bạch cao, cộng đồng mạnh mẽ, độ uy tín cao và tính bền vững của nó hệ sinh thái CoinGabber. Có cổng thông tin nghiên cứu, công cụ theo dõi danh mục đầu tư của bạn và học viện crypto, global staking, Launchpad, NFT cũng như những các DeFi và Metaverse mình đã nói ở trên. Còn khi mà chúng ta tham gia vào CoinGabber thì có thể xem chi tiết tại white paper. Tiếp theo là tokenomics. Về tokenomics thì dự án có community và staking là 52%, airdrop 2%, private IDO, IEO là 4%, exchange, DEX, liquidity là 5%, marketing và là 18% và đội ngũ là 15%. Còn về advisor thì là 4%. Roadmap thì đã được nêu rõ chi tiết ở trên dự án, chúng ta sẽ có đang ở giai đoạn số 3. Staking lên đến 100% API và mở ra các câu lạc bộ trao đổi trên CoinGabber, danh mục đầu tư cũng như là list trên các sàn DEX thực hiện giao dịch. Còn đội ngũ dự án thì được public trên website, hiện tại event như là wallet, airdrop và vote share buy. Tất cả các đường link thì mình đều đưa ở dưới các phần mô tả của video. Các anh em click vào và sau đó thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ. Cùng quay lại với thông tin trên diễn đàn Launchpad của dự án CoinGabber trên nền tảng Comunitas thì ngày 17 tháng 5 ở đây trên mạng BCF20 với tổng cung là 11.000 tỷ và giá của một token là 0.00068 USDC. Target size là 100.000 đô và các bạn sẽ được vest 100% tại TGE luôn. Nếu mà anh em nào muốn tham gia Launchpad của dự án này thì mình có đầy đủ các đường link, đầy đủ thông tin và anh em sau đó click chúng ta tham gia Launchpad trên các nền tảng Comunisat đã đề cập ở trên nhé. Và đó cũng là tất cả những thông tin về dự án này của Highlight Game House rồi. Nếu như các anh em thấy video này hay thì hãy cho mình một like và subscribe để mình có thêm động lực tạo ra những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Chúc các bạn thành công.